Đó, anh Nam Thanh biết. À, bây giờ mình là giờ cuối rồi, từ tối mình giờ mình bỏ vô cái lỗ mô này. Dạ. À, rồi xong rồi anh hát. Bài này thì mình Quỳnh hát ở đây nhiều lần rồi nhưng mà bữa nay mình không có đời cô nhạc, bây giờ mình hát lại cái bài này đi nha. Đó. Rồi bây giờ mình anh cấm chưa ha? Được chưa? Còn cái nào mà Quỳnh nói bắt đầu bấm không mình bấm nha. Rồi bây giờ đó. Đó đó. Vô ha, vô ha. Rồi bài này là nhớ giờ hiền nha. Lá chuối sạc xào trong giữa toàn hạt mưa buồn rơi tí tắt ngoài bé con thơ mà giá chân đằng lòng nhớ mai bóng giờ hiền năm. Cõi lòng tê tái nhớ bạn tình chung mà lệ chảy đôi. Wow. Yeah. Đã mấy năm chưa trong tình nghĩa vợ chồng làm sao quên được ngày chung chăng sẽ thôi. Đã tình ngập lòng từng ấm lặng cho nhau nhớ gian đừng tốn đi nhớ làng môi ăn mắt lặng những người giờ năm cũng còn đâu đang đái nằm sâu dưới ba tấc đất. Dù hôm nay duyên tình tan rã kẻ ở trong gian người lắm tàn nhưng lòng tôi mãi tiếc thương người vợ quá thương hàng như lúc gia đình còn nghèo sống trong căn nghèo mãi vô cùng ngày ngày nàng tần tảo ban buông khi đêm đến nàng ngồi dưới trăng mai giá lâu quá không hát quên lời. Nàng đã thật giả yêu chồng như thế vậy mà tôi nào đâu rõ thâu cho một tấm lòng của người vợ hiền thì toàn chung tôi lại còn sinh tâm rượu thơm trà thương mê đậm bạc bạc nở rầy lá măng trời ruồng bỏ vỡ hiền mà chẳng chút số dù gặp bao cảnh đắng cay nàng vẫn lặng thinh không một lời oán trách cho đến đêm khuya vì
bàn hơi kiệt sức nặng mới ngã bệnh trầm cha và chút hơi thở sao còn tội nghiệp luôn. Trước khi nàng nhắm mắt ly trần, nàng còn giao lại cho tôi một số nữ trang và tiền vàng mà nàng đã dành dụm bấy lâu nay. Vì sợ chồng mình thủy lạc bê tha nên nàng cố giấu để phòng khi nghe nàng kể tôi thương nàng vô nàng nhìn thì biết ăn năn thì cũng quá muộn màng. Mình nơi ngoài trời đêm nay đầy mưa bão, tiếng côn trùng nghe rã rít thê lương. Nhìn dưới ánh của mình chập chờn bên ngọn đèn dầu mờ to, mà anh đây tim ruột đập gan. Mình ơi hương hồn mình có hiền linh, xin tha thứ cho người chồng nhiều tội lỗi. Nay đã biết ăn năn bê con thơ trằn trọc nhớ vợ, từ nay anh sẽ ở dậy nuôi con cho vẹn thủy tròn chung với người qua con. Hôm nay mình đã hết rồi, nhưng trong tim mãi đời vẫn rồi và dưới mình cách chờ. Câu này Phi Nhung vừa hát mà. Em để tặng anh xuống. Thôi không hát cái không lâu rồi. Khó thì mà tôi đi để mát nha. Bây giờ tôi mới bị làm khó, tôi nói không được. Không có làm khó đâu. Không làm khó đâu. Bây giờ mình Quỳnh hát câu đó nhờ khán giả với hát câu cuối đi. Được. Không và rồi mình cách chờ, em để tặng anh. Đúng ra cái câu này, đúng ra cái câu này phải đổi ra là anh để tan em suốt cuộc đời. Anh muốn em hát câu đó. Hát đi, thử đi. Thử coi, anh nói hết nổi rồi đó. Và rồi mình cách chờ, anh để tan em